Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cây đàn mang thương hiệu Amigo Acoustic đầu tiên của Amigo Guitar Shop vừa ra đời với giá rất là cạnh tranh cùng với cái chất lượng được nâng cao so với các series trước đây. Thì cây này rất thích hợp cho các bạn làm điều kiện vừa mới tập đàn ha. Đây, lưng và hông là gỗ hồng đào. Nhưng gỗ hồng đào này là loại gỗ tốt chứ không phải là loại gỗ hồng đào rẻ các bạn. Các bạn vẫn sẽ nghe thấy những cái cây đàn mang gỗ hồng đào giá dưới 1 triệu. Nhưng thường các bạn sẽ nhìn là cái vân của nó không có được thẳng và nó đều như thế này. Thì giống như là các bạn sẽ lấy phần ngọn của cây so với là cái phần gốc vậy đó. Thì cái gỗ hồng đào mà càng tốt thì nó sẽ càng tiệm cận, nó nhìn nó khá là giống với là mahogany nha. Thì các bạn có thể nhìn vân của cái cây này ha. Đó. Thì cái mặt hông và lưng thì đều là từ hồng đào cả. Mặt tốp thì mình có hai dạng để bạn lựa chọn, đây là mặt thông và một cái mặt tốp hai là full hồng đào luôn, các bạn có thể xem tại hình ha. Đó, đường link các bạn xem chi tiết. Thì đặc biệt á, cái cây này mình có làm thêm một cái phần, đó là phần vát tai ở đây. Thì thường các bạn thấy là những cái cây đàn mà tương đối cao cấp một tí, 3-4 triệu trở lên thì họ sẽ làm kiểu này, nhưng ở đây mình cũng thêm cái option này cho các bạn. Hãy nhìn cây đàn nó độc đáo hơn ha, và được cẩn cũng rất là tỉ mỉ. Các bạn có thể nhìn thấy ngay cái góc như thế này. Các bạn như thế này ha. Đó. Khóa thì khóa inox tiêu chuẩn và logo của mình ở đây. Đây là cho cái series đầu tiên ha. Đó, các bạn thấy không? Thì cái cây này giá ngoài thị trường nếu làm với cái phần vát này luôn và gỗ tốt như thế này thì nó thường khoảng 2,2 triệu, 2,3 triệu. Nhưng mà cây này mình bán chỉ có 1.900.000 mà thôi. 1.900.000. Tặng kèm cho các bạn một cái bao da 3 lớp. Bao da 3 lớp và hai cái phím. Mình sẽ đánh sơ sơ để các bạn có thể thấy được, cảm nhận được về cảm thanh trong cái mức tầm giá như thế này. Thì có xứng đáng để các bạn bỏ tiền hay không nhé. Các bạn thấy đó, âm của nó cũng nghe cũng rất là vang và sáng đúng không? Bạn thấy tiếng của nó cũng rất là vang ha và sáng, thì thích hợp cho bạn tập cũng khá là nhiều thể loại. Thì đây mình thể thấy là về cái ngăn phím, mọi thứ finish thì đều chỉnh chu cho các bạn cả, các nốt thì đều cân chỉnh cả, không có bị tịch bị rè gì cả ha. À, thì harmonic lên hết các ngăn chuẩn ha. Thì với một cái cây như thế này thì rất thích hợp cho các bạn có thể làm mới bắt đầu tập đàn. Một số bạn nói là trước đây anh có làm cái cây rẻ khoảng cỡ 1,4 triệu chẳng hạn, 1,3-1,4 triệu, thì thực ra là bản thân nó là nếu bạn có thể cố gắng thêm một tí nữa để dành thêm khoảng có một tháng nên tháng mấy nữa, bạn có thể sở hữu cây này nó tốt hơn về chất lượng gỗ, về chất lượng âm thanh, để các bạn có thể tập luyện mình
tốt. Và một số bạn nói là thời kỳ đầu thì nên mua cái cây rẻ thôi, vài trăm ngàn cũng được, nhưng mà thật ra nó sẽ cản trở các bạn rất lớn khi mà cái cây đàn của bạn âm thanh nó hơi bị dở quá, rồi ngang phím bấm nó đau quá, đúng không? Rồi các cần finito của bạn kéo nó không thoải mái, thì nó sẽ giảm cái tốc độ tập luyện của bạn rất là nhiều, nó giảm tốc độ nhiều. Cho nên cây này thì bây giờ trong cái thời buổi này thì 1 triệu mấy để sở hữu một cây đàn này, các bạn có thể để dành tiết kiệm thì hoàn toàn trong khả năng của bạn. Và hiện tại cây đàn này mang thương hiệu Amigos của shop mình, cũng giống như là các cây đàn guitar điện, thì trách nhiệm của shop và bản thân của Khoa phải là chăm chút nó nhiều thứ hơn, bảo hành, chế độ bảo hành cho các bạn, vận chuyển mọi thứ đều thật phải là chỉnh chu cả. Thì mong là sẽ được sự ủng hộ của các bạn ha. Thì các bạn cứ liên hệ trong phần liên hệ. Nhiều bạn lầm tưởng mình là Toàn, nhưng mà thật là mình là Khoa, còn Toàn là em trai của mình, thì cũng phụ trách shop, cũng biết đánh đàn, tư vấn mọi thứ cho các bạn. Có thể nhắn tin, điện thoại hoặc là chat qua Facebook, Messenger, ha, để có thể là đáp ứng cái nhu cầu của bạn. Các bạn yêu cầu về hình ảnh mình chụp rồi demo đánh cho các bạn nghe trước khi giao cái đàn nữa, cho nên là các bạn có thể yên tâm về phần chất lượng ha.